À, dạ vâng, xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật bãi Nguyễn Long. À, xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, xin kính chào quý vị đã quay trở lại với Nguyễn Long. À, cửa hàng của Nguyễn Long thì có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh và số điện thoại là 0973 126 389 ạ. Vâng, và Nguyễn Long thì chuyên bán những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật bãi được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật Bản rồi gửi về Việt Nam theo đường hàng không. À, hôm nay Nguyễn Long xin tiếp tục giới thiệu tất cả quý vị và mọi người một chiếc xe đạp Road Carbon mang một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Italia. Vâng, đó là chiếc Kubota quý vị nhá. Model của chiếc Kubota này là Corsa, sở hữu cấu hình thông số là khung sườn carbon, cùng với thông số đo thì là dòng ngang là 50, dòng đứng là 45. Vâng, tương đương là khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m48 trở lên cho đến 1m64-65 trở về, chạy sẽ khá là phù hợp quý vị nhá. Vâng, và để đánh giá về độ mới của cái chiếc Kubota này thì nó thực sự là xứng đáng là một chiếc xe cọp đấy quý vị nhá. Có cực kỳ mới, độ mới rất là cao. Các bạn, đây là như thường nhận, Nguyễn Long sẽ đo lại chi tiết cái thông số dòng ngang cho quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây, quý vị có thể thấy dòng ngang là 50, dòng đứng là 45 quý vị nhá. Vâng, tất cả đều đo tâm. Vâng, sẽ khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m47-48 trở lên, 1m64-65 trở về, chạy sẽ khá là phù hợp ạ. Vâng, Kubota, một thương hiệu rất là nổi đình nổi đám của Italia. Vâng, nó xếp ở phân khúc là xếp ở xem với Bianchi quý vị nhá. Và model của chiếc Kubota này là Corsa. Vâng, và như Nguyễn Long đã nói từ ban đấy, đó là nó xứng đáng là một chiếc xe cọp quý vị nhá. Cọp ở đây là về độ mới đấy ạ, chứ không phải cọp về cấu hình quý vị nhá. Mà cọp về độ mới, nó cực kỳ mới. Và người chủ người ta mua về, sau đó người ta có thông báo người ta chỉ đạp có độ đâu đó có vài chục cây số thôi, và sau đó người ta sẽ đã để không ở trong nhà, bảo quản ở trong phòng rất là tốt. Cho nên là cái màu sắc, nước sơn và cũng như là độ mới toàn bộ tổng thể của chiếc xe gần như là rất là hoàn hảo quý vị nhá. Đó, và sở hữu một cái tông màu sơn rất là đặc sắc đúng không ạ, đen đỏ trắng. Đó, chiếc xe này gần như không có vết xây xước nào đáng chú ý cả. Đó, nó cực kỳ đẹp quý vị nhá. Đây, quý vị thấy. Đó, Italia, đây quý vị nhìn thấy không? Đó. Đó, phần thân chính. Vâng, nó rất mới quý vị ạ, nó không có vết xây xước nào đáng chú ý mấy cả, cho nên là Nguyễn Long quay sẽ nhanh hơn quý vị nhá. Bởi vì nó rất ít các vết xước. Carbon fiber, đây quý vị thấy một dòng carbon cực kỳ cao cấp mà các cái thương hiệu xe của Italia hay sử dụng. Vâng, Bianchi hay là Kubota hoặc là Binazero. Về bên trái của chiếc xe, đây, quý vị thấy đẹp không ạ, rất là mới quý vị nhá. Thật sự là Nguyễn Long cũng rất chi là sửng sốt khi mà khui thùng chiếc xe này ra, bởi vì nó còn quá đẹp so với lại tưởng tượng của Nguyễn Long khi mà mua được chiếc xe này. Không ngờ nó lại mới như vậy. Phần càng trước, đó, quý vị thấy gần như là chưa có vết chảy xước nào lớn đúng không ạ, chưa có vết chảy xước nào đáng chú ý cả. Đó, cực kỳ đẹp quý vị nhá. Phần thân chính, thực sự là nó còn rất là đẹp. Thế là phần gầm của chiếc xe. Vâng, quý vị có nhìn thấy ngay tem Made in Taiwan. Rồi thì mã vạch, mã số khung của nhà sản xuất, tem chính hãng của Kubota. Đó, quý vị thấy. Và đây là phần gầm của chiếc khung, quý vị thấy ạ. Còn rất là mới đúng không ạ? Vâng, tổng thể mọi thứ cũng rất là đẹp quý vị nhá. Đó, xung quanh nhà giò dĩa, gầm của BB, mọi thứ này rất là đẹp, gần như không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả quý vị nhá. Độ mới rất là cao. Vâng, và đặc biệt là tem Made in Taiwan, tem chính hãng của nhà sản xuất. Đó. Nên là đây ạ, Italia đấy ạ. Đó. Nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng của chiếc xe này quý vị nhá. Và Nguyễn Long cũng xin cam kết chiếc xe là hàng chính hãng rồi. À, quý vị hoàn toàn yên tâm ạ, không có lo gì hàng fake hàng nhái đâu ạ. À, vâng, kể đến là cái bộ phận là dàn đầu ghi đông cọc yên thì chiếc xe sở hữu một bộ dàn đầu ghi đông bông tăng đều là nhôm siêu nhẹ và là thương hiệu của Dacia quý vị nhá. Vâng, là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Italia. Vâng, dàn đầu cũng rất là giá trị, rất là đắt tiền ạ, dàn đầu nhôm của Dacia, chén cổ Kubota nguyên zin chính hãng quý vị nhá. Các cái miếng trên là bằng carbon. Đấy, tất cả mọi thứ cũng rất mới đúng không ạ. Quý vị thấy ngay từ nguyên zin, kể cả từ cái dây quấn quý vị nhá, cũng là nguyên zin theo xe khi mà ra khỏi showroom ban đầu mà người chủ người ta mua đấy ạ. Đó. Quý vị thấy đẹp ạ, mọi thứ còn rất là mới nhá quý vị nhá. Vâng, chiếc cọc yên cũng là nguyên zin chính hãng. Đó.
và chiếc khẩu yên là bằng carbon quý vị nhá. Vâng, cọc yên bằng carbon, Nguyễn Long quên không giới thiệu từ đầu video. Đó, khung sườn carbon, cọc yên carbon ạ, nguyên zin chính hãng theo Kubota. Đó, quý vị thấy. Một chiếc yên Brocolo của Ý. Đấy, Brocolo cấp 3 Evo. Hiệu của Italia. Đó, quý vị thấy con đẹp không ạ? Chiếc yên rất là êm. Đó, rất là mới quý vị nhá, không có vết sờn rách nào đâu ạ. Đó, quý vị thấy. Đó, rất là mới quý vị nhá. Cũng tông màu trắng đỏ đen. Vâng, quý vị thấy rất là hợp với tông màu của xe đúng không ạ? Vâng, như vậy là khung sườn carbon, cọc yên carbon, dàn đầu ghi đông bông tăng thì là nhôm siêu nhẹ, thương hiệu rất nổi tiếng của Ý Đài CI, chiếc yên Brocolo. Vâng, và tổng thể mọi thứ là quý vị thấy đã rất là đẹp đúng không ạ? Độ mới cực kỳ mới, rất là cao đúng không ạ? Vâng, kể đến là cái bộ chuyển động của chiếc Kubota carbon này thì chiếc xe đang sở hữu một bộ chuyển động là full Shimano 105R7000 quý vị nhá. À, xin lỗi ạ, 105R5700 quý vị nhá. Vâng, 2 đĩa 10 nít cho ra 20 tốc độ. Vâng, sau đây là chi tiết từng bộ phận của bộ chuyển động. Đó, quý vị thấy phần tay lắc phía bên phải. Vâng, quý vị thấy đẹp không ạ? Đẹp leng keng quý vị nhá. Vâng, những cái danh từ leng keng là các cái quý vị ở miền Nam là hay sử dụng đấy ạ. Tay lắc phía bên trái là quý vị thấy ạ, rất mới quý vị nhá. Gần như là không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả. Đó, quý vị thấy đúng không ạ? Ngắm phanh trước Shimano 105. Thực sự là người chủ người ta sử dụng gần như là không sử dụng bao nhiêu đúng không ạ? Chỉ có vài chục cây số. Đó, cũng phần sau quý vị thấy đẹp không ạ? Vâng, rất mới quý vị nhá. Cùi líp Shimano 105. Đó, phía đây rất đẹp quý vị nhá. Không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả. Rất là mới đúng không ạ? Vâng, một chiếc líp Shimano 105 sở hữu thông số là 1125 quý vị nhá. Và quý vị yên tâm rồi, nếu mà độ xi mới của chiếc xe còn như thế này thì gần như là bộ chuyển động thì quá là hoàn hảo quý vị nhá. Rất là ngon. Chiếc sên Shimano đồng bộ theo bộ group Made in Japan quý vị nhá. Và chiếc sên là sên kép đấy ạ. Đấy quý vị thấy, một chiếc sên rất là đắt tiền. Do dĩa Shimano 105 sở hữu thông số là 134 quý vị đấy. Cùi đĩa Shimano 105 và tổng thể mọi thứ còn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy quý vị thấy ạ, rất là mới. Đó. Và quý vị thấy phần cái răng đĩa đấy ạ, chỉ có mòn một chút xíu thôi đúng không ạ? Phía trong thì gầu như là không sử dụng. Và quý vị thấy là vẫn còn nguyên những cái bụi đó của Nhật đấy quý vị nhá. Vâng, để lâu ngày đấy ạ. Đó, mỡ đó, dính từ xích ra. Và Nguyễn Long cũng không có muốn lọc hết đi, mà vì để nguyên cho nó vẫn còn nguyên bụi Nhật đấy quý vị nhá. Và tổng thể một thứ quý vị thấy rất là đẹp đúng không ạ? Gần như không có vết chảy xước nào cả đúng không ạ? Vì thấy rất là mới quý vị nhá. Đó, phía sau của giò dĩa. Đó, vì đấy. Không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả đúng không ạ? Đó. Rất mới quý vị nhá. Chiếc xe thì đang nắp bê đôi bê đan, cặp bê đan phẳng hai mặt Gania quý vị nhá. Vâng, rất chi là phù hợp cho quý vị có sở thích đi giày thể thao. Đó, dĩa phía bên trái Shimano 105 đấy, vì đấy. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Bê đan cả bê đan phẳng hai mặt Gania. Vâng, kể tiếp đến là cặp bánh của chiếc Kubota carbon này đang trang bị là một cặp bánh rất là nổi tiếng và cũng rất là bền bỉ của Shimano. Vâng, đó là Shimano S00 quý vị nhá. Vâng, đấy quý vị đấy. Đó, Shimano. Vâng, họ bánh của nhà Shimano cực kỳ bền rồi. Nguyễn Long đã giải thích rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Những chiếc xe mà có cặp bánh Shimano. Đấy, Shimano S00 đấy quý vị vừa thấy. Đó, Shimano. Đó. Một cặp bánh còn quá đẹp đấy quý vị nhá. Đó, quý vị thấy cặp đèn không ạ? Quá trắng, quá sáng. Đấy, quý vị thấy. Gần như là mới tinh. Vâng, tổng thể rất đồng bộ cho chiếc xe quý vị nhá. Vâng, đối với một chiếc xe chạy có vài chục kỳ đồ số thì đương nhiên là nó cực kỳ mới rồi. Đó, không có gì phải để bàn cãi quý vị nhá. Và cặp lốp cũng vậy, rất là ngon. Vâng, mà Nguyễn Long cũng giật mình khi mà cặp lốp sau một thời gian để lâu như vậy mà không hề có xuất hiện vết dạn chân chim. Đó là cặp bánh rất nổi tiếng của Palancer, là quý vị nhá, của Nhật đấy ạ. Made in Japan. Đó, quý vị thấy không ạ? Vâng, cặp bánh rất nổi tiếng của Nhật. Đây, bánh đằng sau, lốp đằng sau. Đó, quý vị thấy rất là đẹp quý vị nhá. Phần ta lông đây, cả trước cả sau là gần như là còn chưa có dụng. Đấy, quý vị thấy. Đó, gần như là mới tinh quý vị nhá. Đây là Nguyễn Long thật sự là cũng rất là bất ngờ. Đấy, quý vị thấy đúng không ạ? Rất là mới quý vị nhá. Dầu lốp là chưa có mòn. Đấy, quý vị thấy đúng không ạ? Thực sự là người chủ người ta bảo quản là quá tốt luôn. Đó. Palancer, đấy quý vị thấy, Made in Japan. Đó, và không hề có vết dạn chân chim quý vị nhá. À, cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng của cặp lốp này. Còn quá là đẹp đấy ạ. Đó. Và cặp bánh Shimano thì cực kỳ bền bỉ rồi. Chạy rất là lội đồng cùi đá quý vị nhá.
Vâng, tỷ bật bánh sau nguyên zin Shimano, tỷ bật bánh trước nguyên zin theo bánh Shimano hết ạ. Vâng, kế tiếp đến là cái bộ phận phụ kiện mà người chủ có để lại cho chiếc Kubota này. Thì đầu tiên đó là một chiếc cọng bình nước bằng nhôm siêu nhẹ của Miruqua đấy vị ạ. Đấy. Và nó là made in Japan quý vị nhá. Đó quý vị thấy chưa? Made in Japan. Vâng, rất là bền bỉ và rất là nhẹ quý vị nhá, cực kỳ nhẹ, rất là chắc chắn. Và cũng rất là có giá trị, made in Japan. Và một chiếc đèn hậu phía sau, và cái đèn này là đèn tự động cảnh báo quý vị nhá. Đây quý vị thấy có chữ auto đấy ạ. Auto tailing light đó. Khi mà trời tối là có thể là tự là nó sẽ phát sáng cảnh báo. Đây quý vị có thể thấy. Sau một lúc ở đây bên này đang ngày thì người nông đang phải bịt vào cái nắp cảm biến. Đây cái cảm biến đây ạ. À. Một lúc vào sẽ sáng quý vị nhá. Đây nó đang chờ nó phát sáng. Có vẻ là hơi khó khi mà ban ngày. Đấy, có cái cảm biến đây. Đây người nông xem nó phát sáng không. Chắc nó phải đợi trời tối rồi. Đây nút bật đây quý vị nhá. Auto. Có lẽ là phải đợi đến trời tối nó mới phát sáng được quý vị nhá, bởi vì là đèn cảm biến quý vị nhá. Đây có chữ auto đây ạ. Đó. Bây giờ hiện tại vẫn đang trời sáng cho nên là đèn sẽ không thể sáng. Đó. Đó là một cái đèn hậu cũng rất là đắt tiền đấy quý vị nhá và khá là thú vị. Đó. Cảnh báo cực kỳ rõ nét. Rất chỉ là phát huy tốt khi mà cảnh báo ban đêm cực rất là hữu dụng quý vị nhá. Vâng ạ, vậy là vừa rồi thì Nguyễn Long đã giới thiệu rất đầy đủ tổng thể chi tiết với quý vị về cái chiếc Kubota carbon và model là Kosa này, sở hữu cấu hình là thông số là khung sườn carbon cùng với cọc yên carbon. Bộ chuyển động thì là full hết Shimano 105/5007 và cặp bánh Shimano RS 500 và độ mới của chiếc xe thì quý vị thấy rồi, nó còn quá là mới đúng không ạ? Cực kỳ đẹp, xứng đáng là một siêu phẩm, một chiếc xe cọp đúng không ạ? Về độ mới. Thì về mức cái giá thành mà cửa hàng của Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc Kubota carbon này thì nó chỉ ở cái mức giá là ngoài 20 triệu quý vị nhá. Vâng, chỉ ở ngoài 20 triệu. X nhỏ thôi ạ. Và một mức giá là quá là hợp lý cho một chiếc xe một cái thương hiệu cực kỳ mạnh và độ mới của chiếc xe còn đẹp như thế này. Vâng, ngoài 20 triệu thôi quý vị nhá. Vâng, X rất là vừa phải thôi ạ. Thì quý vị nào có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại là 0973126389 ạ. Vâng, số điện thoại của Nguyễn Long thì có kết nối cả với Zalo và Nguyễn Long có để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long thì là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Và quý vị khách hàng nào ở gần thì đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm cùng với nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà của quý vị thì là quý vị sẽ thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin cam kết đến toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc, đó là cái chiếc Kubota Kosa carbon này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng ạ. Vâng, xin cam kết nếu như quý vị phát hiện ra đó chiếc xe hàng nhái, hàng fake, hàng copy thì là quý vị cứ liên lạc lại với Nguyễn Long, đóng gói gửi trả về cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết sẽ hoàn trả cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long và của chính chủ cửa hàng. Cho nên là quý vị khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng của Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Vâng, và kia là cái phần giấy tờ đấu giá chiếc xe thì Nguyễn Long cũng sẽ có gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Vâng, mọi xe đạp đấu giá từ Nhật Bản về thì đều có kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nha. Vâng, và đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Kubota carbon này. Vâng, xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người ạ.